tư liệu lịch sử Tâm lý chiến, truyền đơn của sư đoàn 9 bộ binh Mỹ thời chiến tranh Việt Nam. Nội dung: quân đội Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam để giúp đỡ chính phủ của các bạn đem lại an ninh và thanh bình cho xứ sở. Để hoàn thành nhiệm vụ này, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Để bảo vệ các bạn và nhân dân vô tội, chúng tôi sẽ thưởng tiền cho các bạn nào cho chúng tôi biết tin tức về mìn, hầm chôn vũ khí của Việt Cộng, đường hầm của Việt Cộng, cạm bẫy, những trận phục kích của Việt Cộng. Hãy liên lạc với binh sĩ Hoa Kỳ gần nhất của sư đoàn 9 bộ binh Hoa Kỳ và đưa cho ông ta tờ truyền đơn này, hay là số 969. Quân nhân này sẽ đọc mặt sau tờ truyền đơn bằng tiếng Anh và sẽ giúp đỡ các bạn báo cáo tin tức tại cơ quan có thẩm quyền liên hệ. Các bạn sẽ được thưởng xứng đáng về tin tức có ích lợi. Số hiệu truyền đơn 246-176-67. Hình ảnh trong video: hình ảnh nguyên gốc của tờ truyền đơn. Nguồn: Diễn đàn lịch sử Việt Nam.